Nè, mọi người phải hửi trước. Trước khi ăn thì mình phải ngửi cái mùi. Đúng. Rồi, nói gì thì nói, các em là phụ nữ. Mình ăn không, các em mới ngồi nhìn miệng thì nó hơi kỳ. Bây giờ trả lời được câu hỏi sau đây, sẽ được ăn. Trên bàn ăn của những món sushi hoặc là sashimi luôn có một dĩa gừng, để làm gì? Nó dễ ợt, dễ ợt. Để nó dung hòa lại cái vị. Sai. Để nồng hơn cái vị. Sai. Để khử mùi hả? Sai. Mùi. Tráng miệng hả? Đó, gừng để tráng miệng. Quỷ nhắc em. Không? Có thêm cái hương vị. Rồi, ngồi chơi đi con. Cái gừng á, trong một cái bàn tiệc của sashimi hoặc là gì á, là để đổi vị. Ví dụ ăn sugi xong đúng không? Miếng cá sugi đúng không? Trong cái điện thoại ăn miếng gừng gì chi? Để tẩy cái mùi đó đi. Ăn cá trích xong tẩy mùi đi, ăn 20 chỉ ví dụ vậy. Thì cho tụi em ăn, tụi em mới hiểu là gừng nó xóa cái vị đó, ăn cái món mới. Về nhà ăn gừng sao? Món tiếp theo sẽ là cơm thấm. Tụi em là đạo cơm tấm nè anh ơi. Đạo cơm tấm hết. Ngày nào tụi em cũng ăn cơm tấm á. Ở người Việt Nam mình á, cơm là một trong cái loại lương thực không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì sao? Quan niệm là ăn chắc mặt bền, chắc bụng trước đã. Để chi? Để có sức, để lao động. Có thể không ăn phở, nhưng không thể không có cơm. Đúng. Một tháng ăn phở không sao, nhưng một ngày không có cơm là nhớ. Thử nha. Tại vì cơm tấm đặc biệt á, là nấu rất ít nước. Để chi? Để cái hạt gạo nó khô. Và đặc biệt cơm tấm là càng rời là càng tốt. Nó nhảy vô miệng. Nhảy luôn hả? Đắp lòng. Ăn thử miếng chả, 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 chả. Miếng chả nhìn chất lượng chưa kìa. Trời ơi. Miếng sườn nó không quang. Miếng sườn nè. Ngon anh. Ngon lắm em ơi. Chấm như nước mắm. Phải lấy mấy miếng có hành á. Đó. Cái cơm nó rồi. Cái chả thì nó lại béo béo. Trong đó có trứng, có thịt bằm, có nấm mèo. Để xem người ta nướng sườn có khô hay là không nha. Trời ơi, giống như mưa trong đây vậy. Nó tứa rồi. Mà không phải trong đây không, trong ba đây nữa. Quá tuyệt vời, mời. Nhưng mà bốn người làm sao mà ăn hết bốn dĩa cơm được. Em thấy đồ ăn quá trời luôn. Mỗi người một dĩa hả? Hai người một dĩa là được rồi. Mỗi đứa cứ ăn một dĩa đi, đừng để người ta hy vọng. Quá tuyệt vời đúng không? Ê, mình thấy từ sự có mặt của tụi mình bị thừa thãi quá. Hỏi nó đi Ngọc Hoàng ơi. Rồi, một câu hỏi nữa. Đã từng ăn sashimi rồi đúng không? Trong một dĩa sashimi có bốn loại cá. Ví dụ cá kiếm màu gì? Trắng. Rồi, salmon màu gì? Màu hồng. Tuna màu gì? Màu đỏ. Rồi, đúng về người Nhật người ta ăn miếng nào trước? Em biết câu trả lời rồi. Trắng, hồng, đỏ. Ăn một miếng. Một miếng thôi hả ông Hoàng? Dĩ nhiên một câu miếng thôi chứ. Ba. Ăn hay không? Mất cơ hội bây giờ. Ăn ăn. Rồi bỏ bạn liền, bỏ bạn liền. Trong sashimi là người ta ăn là từ màu nhạt đến màu đậm. Sau đó người ta có đi ăn cơm tấm không? Có. Chị hướng qua bánh ăn đi chị. Không có người chị gì luôn á. Miếng đường nó béo đúng không? Mi thịt nhiều ăn nó béo. Nó dày á, quan trọng là nó dày. Bình thường em ăn lắm kia á, nó mỏng lắm. Niềm vui của con là nỗi đau của hai người bên cạnh á. Tại em không dở lời. Em nói thiệt nha là em quá tự hào vì Việt Nam mình có món cơm tấm luôn á. Sao vậy? Tại sao tự hào? Quá ngon, cơm tấm nó xứng đáng là cái món mà được chia sẻ khắp thế giới. Tất cả mọi nơi, thậm chí trên thế giới người ta vẫn ăn cơm tấm Sài Gòn. Bởi vì người ta nói là không có một hương vị nào khác ở những nước khác. Nè, anh sẽ làm lại cho em coi nè. Một miếng nước mắm tràn lên tấm. Đó, để miếng cơm này vào trong miệng, nó bắt đầu nó chạy. Không quan tâm.
làm sao không quan tâm được. Này miếng trường nè, miếng trường nó ngon là phải vừa có mỡ vừa có nạc, được sao? Mỡ nó làm cho thịt nó không bị khô. Đúng. Chấm vào đây. Miếng trường xuất sắc. Quá tuyệt vời. Mà thường hồi xưa cơm tấm hồi xưa là có hay có dưa leo, cà chua. Không thể chấp nhận nữa. Thường ăn cơm tấm là ăn cơm với chả. Chả có nấm mèo nhiều quá ngon. Miếng chả này cũng xuất sắc lắm. Miếng chả này rất là nhiều thịt mà nó rất là chắc, chứ nó không phải là ăn bị bở bở bột bột. Cảm lực giỏi đó. Nói không có cảm nhận được, mình phải được ăn cơ. Em cảm có người ăn vậy luôn anh. Bây giờ mình ăn cái gọi là tteokbokki. Tteokbokki. Nhiệt độ đâu đâu. Có cheese, có mì. Có hình như này chả cá ha. Chả cá. Ừ. Có thấm and milk and trứng egg. Rồi. Oppa. Ừ, oppa đây à. Ôi trời. Đã chưa? Trời ơi, đã có những sự vùng vỡ trong tâm hồn. Trời chi quá trời chi luôn á. Trời ơi, ngon á, chết rồi. Bây giờ ngoài trời đang mưa rơi mà ăn cái món này thì còn gì cuộc sống nữa. Quá đỉnh cao. Húp. Nãy mình chơi húp nên giờ mình húp. Ồ. Cái nước nó béo béo của phô mai, nó cay cay của kim chi và ớt, và đặc biệt là nó thơm mùi của biển vì có hải sản. Hải sản sốt. Đây, bây giờ mình ăn miếng tteokbokki. Ngon. Phải nói là dùng từ dễ thương á. Mình cắn miếng mình ăn dễ hơn, nó dễ thương cái miệng á. Nó dẻo dẻo. Thì còn. Mà nó không có nặng nha. Không có nặng bụng đâu nha. Thử đi. Thì cái cục bánh gạo là tinh hoa của cái nồi lẩu mà. Mà cái này nó hay ở chỗ là cái nước của nó thanh và loãng và nhẹ, chứ không phải đặc sệt sệt như mình hay ăn. Lại giỏi về ẩm thực. Nè, khi mà ăn cái vị nó cay cay, chua chua, mặn với phô mai nó béo béo nữa. Nó không có hề bị ngấy. Em thấy cái phô mai nó chảy chảy xuống ngon. Nè, nó chảy như nước miếng em đang chảy vậy đó. Mi lâu nước miếng. Đây, hỏi câu nữa nha. Hỏi nè, tập trung trả lời kìa. Việt Nam mình á, ăn là toàn món chính không. Ví dụ như cá kho, canh. Hàn Quốc có phân biệt món chính và món phụ. Vậy món phụ tiếng Hàn Quốc gọi là gì? Em biết. Em có biết tiếng Hàn đâu mà biết. Nhanh, ba. Ban chan. Ban chan, chính xác. Ủa, sao chị được ai? Đây là một bắt tay gái, một người giỏi về ẩm thực và sẵn sàng bỏ rơi bạn bè lúc nguy hiểm. Cho em bánh gạo nữa, mực với tôm nữa. Cái tôm này sao nó giòn dữ ta? Ngon, cái tôm ngon anh, cái tôm xuất sắc luôn á. Đau đớn quá. Một người không ăn cay được, không được ăn. Ăn đi, còn phải ăn. Đàn ông không biết ăn cay, không được. Húp cái nước trước đã, khi ăn, húp cái nước trước khi ăn. Rồi cảm nhận cho tôi biết, thế giới đã ùa về chưa? Tôi lên ghế ngồi luôn gần quạt. Buồn quá. Cô đơn. Em giác sự có mặt của mình như không. Đây ngồi em. Ủa em. Trời ngon lắm nha. Em nghĩ chơi chị rồi. Xuống dưới đây ngồi nhiều khi ông Hoàng còn nghĩ cho câu hỏi nữa. Đúng rồi. Chị sẽ hướng dẫn hai đứa trả lời. Ủa này ngon lắm mày con ơi, xuống đây con. Mà em thích nhất là cái chả cá. Tại vì bình thường ăn chả cá nó không có thơm như vậy. Ủa hai mình có chơi với nhau không? Rồi bây giờ đố câu nữa nè. Thiệt á, đồ ăn ngon quá mà. Đúng rồi, phải chia sẻ anh. Giờ tôi đố vào nước Lào luôn nè. Cái này không biết thì đừng bao giờ đi làm ca sĩ nữa. Ở Việt Nam mình có rất nhiều, nhưng nước Lào không hề có. Là cái gì? Cái này là kiến thức sơ đẳng. À, không có biển. Giỏi. Cho em một. Rất chính xác. Ok, em hiểu rồi. Mia ổn không em? Em ổn. Em ok. Nè, anh cho miếng mực vô nè. Cho miếng tôm xuất sắc. Anh Hoàng ơi. Ơi. Lại giờ em không được làm ca sĩ nữa hả? Ừ. Làm ca sĩ thì phải học địa lý hay chưa? Đâu đi chấp nhận được. Một người đi với một người.
được. Tự không ăn cay được chứ. Trời ơi, ngon ơi, ngon luôn á. Ngon quá trời ơi, ướt nước mắt bắt bắt khóc luôn kìa. Trời ơi. Mình khóc bắt khóc luôn kìa. Xin xa xa. Chương trình này đã đưa chúng tôi đến những cảm xúc này qua những cảm xúc nọ. Thấy sao, thấy sao? Nó vừa béo, nó vừa ngậy mà nó rất là... The Koreans. Koreans, trời ơi. Mình nghỉ chơi luôn nha. Tôi không thể tin một ca sĩ mà nãy giờ hỏi 4-5 câu không hề biết một câu nào, không thể tin được.